Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau hôm 14 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, ASEM, ở thủ đô của Mông Cổ, hai ngày sau khi tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ kiện Bắc Kinh. Đây được coi là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa quan chức đôi bên sau phán quyết lịch sử trao phần thắng cho Philippines hôm 12 tháng 7. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lý Khắc Cường đã kêu gọi Việt Nam phối hợp với Trung Quốc cùng bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong khi đó, trang thông tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói tại cuộc họp rằng đôi bên nên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình và thực hiện hiệu quả toàn diện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam được trích lời nói thêm rằng Hà Nội kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa và đi sâu hội nhập quốc tế, đồng thời coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Qua quan sát các thông tin đăng tải trên truyền thông hai nước, chưa rõ hai bên có trao đổi cụ thể về phán quyết của tòa trọng tài hay không. Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu kéo dài 2 ngày ở Mông Cổ với sự tham dự của lãnh đạo 51 quốc gia châu Á và châu Âu sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 7. Theo tin từ Philippines, tân Tổng thống nước này sẽ không tới tham dự.